Dạ rồi. À, hôm trước thầy có nhắc đến hai cái danh hiệu của Đức Thế Tôn. Danh hiệu thứ nhất là Ứng Cúng. Danh hiệu thứ hai là Chánh Biên Tri. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu cái danh hiệu thứ ba của Đức Thế Tôn mà chúng ta thường gọi là gì? Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc. À, Minh Hạnh Túc nghĩa là cái trí tuệ và cái công hạnh đầy đủ, cái trí tuệ và cái công hạnh của Đức Phật đầy đủ. Thì ở đây chúng ta có hai cái chữ ghép này, đó là chữ minh và chữ hạnh, chữ minh và chữ hạnh. Thì mình thường nghe về minh hạnh túc rồi thiền thể thế nhân giải là vô thượng sĩ thì người được phu, nhưng mà thực sự mỗi danh từ như vậy đều có một ý nghĩa riêng và có một cái hàm chứa một cái nghĩa ẩn trong riêng và chúng ta cần phải hiểu. Thì để chúng ta khi mà đi sâu vào Phật giáo, đi sâu vào Phật pháp thì chúng ta thấy rõ ràng những cái danh từ của Đức Phật hay là những cái danh từ chúng ta thường dùng. Và thì cái này chúng ta cũng cần nên phải học. Thì trước hết là thầy nói đến chữ chữ minh. Minh nghĩa là sáng, hay là minh là trí tuệ, hay là minh là sự giác giác ngộ. Và Đức Phật khi Ngài bỏ thành đi xuất gia, cái lúc mà Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã chứng được cái minh hạnh túc này. Thì chữ minh có 8 nghĩa. Chữ minh có 8 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là túc mạng tùy niệm. Quý vị có 8 nghĩa. Chữ minh có 8 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là túc mạng tùy niệm hay gọi là túc mạng minh. Thì cái lúc mà Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề, từ lúc Ngài ngồi quán chiếu lại, ngồi tham thiền dưới cây Bồ Đề để mà chứng đắc cái đạo quả, thì cái căn đầu tiên Ngài chứng được cái túc mạng minh hay còn gọi là túc mạng tùy niệm. Và khi mà Ngài đã chứng được cái trí tuệ bằng cái túc mạng tùy niệm này rồi á, thì Ngài thấy hết cả những cái kiếp của Ngài trong quá khứ, và Ngài cũng thấy hết rõ ràng tất cả những cái kiếp của chúng sanh ở trong quá khứ và trong tương lai. Nghĩa là thấy hết tất cả những cái kiếp 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 trong nhiều kiếp, vô thủy kiếp, vô lượng kiếp, hằng hà sa số kiếp của Đức Phật. Có những kiếp Ngài làm người này này, sinh ra trong gia đình nào, làm việc gì và tu tập phương pháp như thế nào, Ngài thấy hết. Và Ngài thấy rõ tất cả chúng sanh, ví dụ như là Ngài nhìn xuống đây, Ngài chỉ người này thì Ngài nói cô này kiếp trước tu như thế này, rồi kiếp trước sinh trong gia đình này và vào trở lại bao bao nhiêu kiếp nữa, và chúng ta luân hồi lục đạo Ngài thấy rõ hết. Ngoài là túc mạng tùy niệm hay còn gọi là túc mạng minh, nghĩa là thấy rõ tất cả từng kiếp trong quá khứ của tất cả chúng sanh, của tất cả chúng sanh, không chỉ gì riêng gì Đức Phật, mà Ngài thấy lại rõ Ngài là từng kiếp một Ngài làm gì, sinh ở đâu, như thế nào, sống như thế nào, làm cái gì, con ai, gia đình có bao nhiêu anh em, con thứ mấy, tất cả đều Ngài thấy rõ hết. Cho nên là trong cuốn truyện của Phật giáo, Thiền sư Nhân Hạnh là đường siêu mây trắng, thì Thiền sư Nhân Hạnh viết lại rất rõ ràng có những cái kiếp Đức Phật nói. Và trong kinh Khiếp Đạp và Sợ Hãi Trung Bộ Kinh thì Đức Phật cũng nhắc lại cái này nhỉ? Quý vị về tìm lại cái kinh này để đọc, kinh Khiếp Đạp và Sợ Hãi trong Trung Bộ Kinh. Cái thứ nhất rồi phải không? Cái thứ hai là Thiên Nhãn Minh.
Thầy đã nói về chứng minh đó, quý vị nhớ rõ. Túc mạng minh là cái thứ nhất, cái thứ hai là thiên nhãn minh. Nghĩa là cái thiên nhãn minh này có hai nghĩa. Hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sanh tử minh. Nghĩa là Ngài có một trí tuệ thấy rõ sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh, mà tùy theo cái việc thiện hay việc ác mà mỗi chúng sanh tạo ra từ thân khẩu bảy để kiếp tiếp theo có thể đi về đâu. Ví dụ ngài nhìn cô này, ngài nói cô này là có cái nghiệp như vậy đó, tạo ra từ thân khẩu ý như vậy đó, từ kiếp trước những cái việc làm của mình xuất phát từ cái thân như thế nào, từ cái khẩu như thế nào, từ cái ý như thế nào, và kiếp này chúng ta đầu thai lại làm con người như thế nào. Ví dụ có những người tạo cái nghiệp về khẩu tốt thì kiếp này sinh ra có một cái giọng nói tốt, rồi hoặc là có một cái giọng nói đến cái sự truyền cảm đến mọi người tốt, hay là cái người đó có cái nghiệp khẩu về miệng tốt thì có cái lời nói được mọi người nghe. Có những người lời khẩu nói cái gì ai nghe hết, mà có những người nói hay nói hoài ai nghe, nếu như thầy nó hoài ai nghe hết. Có những cái người cái khẩu của mình rất là lời, chỉ cần mở miệng nói là có người nghe, vì trong cái quá khứ người ta đã tu rồi, cho nên mình bị không kịp. Bây giờ mình chưa thì mình gắng mình phải tu. Có những người họ nhìn cái hình tướng thôi, họ nhìn hình tướng thôi là người ta đã biết người này trong kiếp quá khứ tu cái gì. Cho nên là mình nhìn hiện tại của mình ấy, để mình biết trong quá khứ mình đã làm cái gì. Mình quá rất nhiều thiếu sót. Cái người mà thường thầy hay nói đùa là cái nơi nào mà đẹp ấy, là nơi đó nhiều tiền. Chỗ nào đẹp là chỗ đó nhiều tiền, phải không? Tại vì họ đã thừa hưởng một cái gì ở trong quá khứ. Con người đẹp. Bây giờ hoa hậu đẹp nhiều tiền không? Nhiều tiền, hoa hậu đẹp thì cũng nhiều tiền. Chỗ nào nơi nào đẹp, chùa nào mà thầy đẹp á? Có nhiều Phật tử thì có nhiều sự cúng dường, phải không? Nhiều cúng dường, nhiều tiền. Cho nên chương đặt trai này có chắc là nhiều tiền lắm á. Nghĩa là chúng ta đã tích lũy một cái phước từ kiếp trước. Kiếp trước chỗ nào đẹp nữa, ví dụ thầy thấy ở sân bay không, có biết ở đây sao thì có những mình đi lên máy bay về Việt Nam toàn thấy toàn là những người tiếp viên đẹp, chắc chắn họ nhiều tiền, nhiều tiền, cái company đó nhiều tiền. Có những cái ngành họ chỉ tuyển những người đẹp, còn người đó nhiều tiền mới tuyển được. Thật sự những người đẹp của mình họ có một cái phước đức ở kiếp trước rồi, cho nên Đức Phật nhìn ngài thấy, ngài nói cái kiếp này người này tạo về thân khẩu nghiệp như thế nào, đó là gọi là sanh tử minh, hay là thấy rõ sự sanh tử luân hồi của chúng sanh qua thân khẩu và ý nghiệp, qua cái sự tạo tác về thân khẩu và ý. Cái thứ hai là thiên nhãn thắng trí. Thiên nhãn thắng trí, cái thiên nhãn minh nó có hai mà quý vị. Cái thứ nhất là sanh tử minh, nghĩa là thấy rõ từng kiếp của chúng sanh luân hồi sanh tử qua thân khẩu và bảy. Cái thứ hai là thiên nhãn thắng trí. Quý vị nghe rõ, nghe rõ thì nói từ gì không? Thiên nhãn thắng trí. Trí giống là trí, tại vì thầy nói giọng Huế cho nên là mà không phải Huế đâu, phải Lai, cho nên nó bè là khó nghe nữa. Giống như người mà nói tiếng Anh mà không biết nói tiếng Anh, nói bè mà khó nghe nữa. Là thấy rõ tất cả chư thiên và loài vật sanh ở đâu. Ví dụ chư thiên nào sanh đến trời, Đức Phật ngồi đây ngài biết. Chúng sanh mà sanh ở ngay ở trong núi lửa, Đức Phật cũng biết. Nghĩa là hoặc là những cái loài mà gọi là không có hình tướng sanh, Đức Phật cũng biết. Nghĩa là ngài thấy hết cái sự sanh trưởng và sự tái sanh hoặc là sinh ra của tất cả các loài chúng sanh, gồm bốn loài chúng sanh có bao nhiêu loài? Bốn loài phải không? Thai sanh là các loài sinh trong bào thai, những loài sinh trong bào thai gọi là thai sanh. Gì nữa? Nõn sanh là những loài sinh trong
trong trứng và là loài sanh. Thấp sanh những loài sanh ở mướt, và ví dụ như cái chân của mình lâu ngày mà dơ rệt nó sạch, à, nghĩa là từ cái sự ẩm ướt sự dơ bẩn nó sanh ra. Và hóa sanh là những cái loài sanh không do bào thai mà chỉ hóa thôi, đó, giống mình chết rồi mình hóa đi dụng khác là hóa sanh. Các loài ngạ quỷ là do chạy theo cái nghiệp lực, hoặc các cái vị, các cái loài tiên ở những cái cõi trời thì họ hóa sanh, họ không sinh do bào thai những thứ khác. Và sinh bất cứ ở đâu đều Đức Phật thấy hết, Ngài thấy rõ ràng môn một. Sinh ở trong lòng đất Ngài thấy, sinh trên trời Ngài thấy, gọi là thiên nhãn thắng trí, gọi là cái trí tuệ vượt ra ngoài khả năng của con người, ngoài khả năng của vũ trụ, giới hạn không gian và thời gian, cái trí tuệ của Đức Phật. Đó là gọi là cái thiên nhãn, thiên nhãn minh. Và cái thứ ba là lậu tầng minh. Cái trí thứ ba gọi là lậu tầng minh, thì cái căn ba, căn thứ hai Đức Phật chứng được cái thiên nhãn minh, và căn ba Đức Phật chứng được cái lậu tầng minh. Nghĩa là diệt trừ tất cả các cái lậu hoặc, đoạn trừ tất cả các lậu hoặc có bao nhiêu loại? Lậu hoặc có bao nhiêu loại? Thầy dạy rồi. Bốn loại. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu là gì? Là sự tham đắm của thế gian. Tham đắm trong đó có tham dục, tác dục và pháp dục. Tham dục thì gồm có tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham của, tham tài, tham vợ, tham. Tham nhiều thứ quá. Đó là tham dục. À, tác dục là cái gì cũng muốn, cái gì cũng ưa, làm thì không làm mà cứ nói làm. Là tác dục. Và pháp dục là tham cầu học đạo. Cái đó nó nằm về dục lậu, phải không? Hữu lậu là tham muốn lên các cái cõi cho sung sướng. Kiến lậu là chấp về những cái tư tưởng của mình, chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, chấp trước, chấp sau. Rồi vô minh lậu là thấy sai, trách lầm, không biết về lý tứ đế. Và Đức Phật chứng được cái quả là đoạn trừ tất cả các cái lậu hoặc của thế gian, của con người, thì là không còn những cái lậu hoặc đó nữa. Lậu hoặc có bốn, Đức Phật đoạn sạch hết, không còn nữa. Đó là những thói quen lặp đi lặp lại làm cho con người chúng ta trói buộc vào sanh tử luân hồi. Và Đức Phật đoạn được cái lậu tận minh, hay là đó là diệt trừ lậu hoặc qua bốn con đường tự đế. Nhờ Đức Phật nhờ quán về cái phương pháp tứ đế để diệt trừ bốn cái lậu hoặc của thế gian. Đó là ba cái đầu tiên, là ba cái quan trọng nhất của cái chữ minh. Và qua căn thứ tư thì Ngài chứng được tuệ quán minh, nghĩa là thấy rõ các pháp qua sự thực hành, qua sự thực hành của tứ đế, và thấy rõ được sắc và danh là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Cái trí tuệ để mà thấy được cái danh và cái sắc, danh pháp và sắc pháp nó rất là khó thưa quý Phật tử. Cái gì gọi là danh pháp? Cái gì gọi là danh pháp? Cái gì gọi là sắc pháp? Cái trí tuệ khi mà đã thấy gọi là tuệ quán minh là thấy được, thấy rõ các pháp qua sự thực hành của tứ đế, và thấy được danh pháp và sắc pháp là vô thường, là khổ đau, là hoại diệt. Trong cái tuệ quán này gồm có 10 cái tuệ quán nhỏ, gồm có 10 cái tuệ quán nhỏ. Trước hết thầy giải thích cái danh pháp và sắc pháp. Ví dụ như chúng ta ngồi nghe pháp mà chúng ta buồn ngủ. Ví dụ như chúng ta ngồi nghe pháp mà chúng ta buồn ngủ, thì cái buồn là danh pháp,
Và cái thân này, cái sự ngủ đó là sắc pháp. Tại vì sắc pháp nó nương ở đâu? Sắc pháp là cái gì chúng ta thấy được à. Cái thân này gọi là sắc pháp. Cái buồn ngủ, buồn ngủ là cái tên. Buồn ngủ là cái tên. Cái gì dẫn đến buồn ngủ? Cái sắc pháp này. Cái sự mệt mỏi của con người, hoặc là cái si mê ở trong gọi là cái thùy miên ấy, cái hôn trầm nó rất là quan trọng, nó làm cho con người chúng ta rất là khó chịu. Ai cũng có cái hôn trầm hết, không ai không có cái hôn trầm. Cái này nó làm cho con người của mình mệt mỏi, nó làm cho con người của mình khi mình làm cái việc gì đó mình cầm cuốn sách mình đọc nó cũng ngủ, ngồi ăn cũng ngủ, tụng kinh cũng ngủ, nghe pháp cũng ngủ. Mà nằm ngủ thì không ngủ. Cái hôn trầm nó rất là nguy hiểm. Mà không phải cái sự tự có đâu. Ai mà có đây? Chỉ có Đức Phật là không có. Có Đức Phật là có. Cho nên không có trách là Phật tự ngủ. Thầy nếu họ có thể ngồi thì cũng không ngủ. Đó là cái nghiệp của chúng sanh. Thời Đức Phật có một vị ngày Tu Bồ Đề. Hồi trước cái ngày cứ ngồi cứ nghe pháp cứ ngủ hoài. Đức Phật nói vậy, thì là ngủ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ kiếp này còn ngủ. Bao nhiêu kiếp làm con ốc, con ốc cứ ngủ hoài, cứ xúc cái co vào trong là ngủ hoài. Kiếp trước mình làm mấy con gì, con ốc, ốc á. Biết con ốc không? Ai ở miền Trung biết con ốc, là con ốc á, ha. Cứ ngủ hoài vậy đó, cứ nằm trong đó ngủ hoài, nằm trong cái vỏ đó còn ngủ hoài. Cho nên là mình cũng từ từ mấy con đó, tại vì cái này nhiều khi mình tái sanh từ nó. Cho nên ngủ Đức Phật quở một cái xong là ngày phát nguyện không ngủ luôn và mù đôi mắt. Thầy Tu Bồ Đề mù đôi mắt, không thấy gì hết. Phát nguyện không ngủ, khi bị Đức Phật quở ra rồi. Tại vì cái tiếng nói của Đức Phật là tiếng sư tử hống, chứ không phải như tiếng thầy nói. Tiếng Đức Phật và tiếng sư tử hống nói ra là tất cả chúng sanh đều ngộ. Và cái ông đó cứ ngủ ngoài phải quở. Hãy quở là ngủ bao nhiêu kiếp rồi thì nhân tỉnh rồi và thức luôn. Thì cái sắc pháp khi nào nó hoại diệt, sắc pháp nó luôn luôn hoại diệt. Khi chúng ta buồn ngủ là cái sắc pháp nó hoại diệt. Cái sắc pháp hoại diệt cho nên là nó gây cái ngủ cho con người. Nếu cái sắc pháp nó hoại diệt chúng ta phải hoàn chúng ta không buồn ngủ. Hoặc là khi chúng ta ngồi, chúng ta ngồi và cái lưng của mình nó đau, cái lưng nó đau thì cái đau đó là danh pháp, mà cái lưng chúng ta nó tứ đại cho nên nó hoại diệt là sắc pháp. Thì cái gì danh pháp và sắc pháp đều nó luôn luôn hoại diệt, nó không tồn tại. Cái này cái tay là danh pháp, cái tay này chứa cái gì? Chứa thịt, chứa xương, chứa máu, chứa đủ thứ. Thì cái sắc pháp và danh pháp nó luôn luôn nó đi kèm nhau và nó sẽ hoại diệt, nó sẽ hoại diệt. Thì lúc nào nó hoại thì chúng ta mệt, lúc nào nó hoại thì chúng ta đau, lúc nào nó hoại thì chúng ta khổ. Cho nên cái tuệ quán của Đức Phật cái là cái tuệ quán về tuệ quán minh á, là thấy rõ các sự thật về danh pháp và sắc pháp, nghĩa là ngài thấy rõ sự thật về nó. Và trong cái tuệ quán minh này gồm có 10 cái tuệ quán nữa. Thì nếu sau này quý vị mà tu tập và đắc đạo thì mình sẽ trải qua dần dần trải qua 10 cái tuệ quán này và chứng đắc được 10 cái tuệ quán này. Cái tuệ quán thứ nhất là cái phổ thông trí. Cái trí tuệ phổ thông thôi, bình thường thôi, là chúng ta làm sao mà thấy được cuộc đời này là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Qua cái danh pháp và sắc pháp. Danh pháp luôn luôn hoài diệt, tứ đài luôn luôn hoài diệt, và đất nước gió lửa nó luôn luôn nó hòa diệt. Con người chúng ta cái này là cái thân tứ đại. Ví dụ cái cây này chúng ta nói cái cây lan, thì cây lan là danh pháp, mà cây lan này nó gì? Có lá, nó có hoa, có mọi thứ đây, thì nó sắc pháp. Mà sắc pháp thì nó sẽ hòa diệt. Cho nên là khi cái trí tuệ và trí tuệ phổ thông là chúng ta thấy rõ sự thật cái này là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Thấy rõ cái thân của chúng ta là sắc pháp và danh pháp này nó vô thường,
khổ đau và vô ngã, vô thường. Thầy nói rồi, khổ đau nói rồi, vô ngã nói rồi, bây giờ nó lại rồi, không nói nữa. À, vô thường thế nào, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu thứ, thầy vô ngã thế nào, quý vị hiểu rồi. À, phải nói. Cái trí tuệ thứ hai là tuệ sanh diệt trí. Cái này là nó nằm trong cái tuệ quán minh ha. Là cái trí tuệ thứ tư. Cái trí tuệ thứ tư nó gồm 10 cái trí tuệ. À, cái sanh diệt trí là thấy sự hoài diệt của nhất và sắc. Sanh diệt trí là khi chúng ta đi vào cái tuệ quán này rồi là chúng ta thấy nó hoài diệt. Thấy nó hoài diệt và chúng ta còn chấp giữ nó làm gì hết. Thấy nó hoài diệt rõ ràng như vậy. Cái thứ ba là bố ý trí. Bố chứ không phải vô ha. Bố ý trí nghĩa là thấy rõ nhất và sắc. Khi nó hoại diệt rồi thì chúng ta thấy nó luôn luôn là ghê tởm, nó luôn luôn là đáng sợ mà mình cần phải bỏ nó và không cần phải chăm sóc. Đó là cái cấp độ của trí tuệ khi mà chứng đắc được cái tuệ bên của mình. Cái thứ tư là quán hoại trí. Cái thứ ba là bố ý trí và cái thứ tư là quán hoại trí. Quán này không có rê. Quán có rê là quán gì? Con gà. Cũng giống như là thầy nói về thiền quán vậy đó. Quán không có rê. Quán rê là thiền ngủ. Quán hoài trí là thấy rõ tội lỗi do danh và sắc mang đến. Cái danh và cái sắc này nó không có gì hết, nhưng mà nó mang đến rất cái nhiều tội lỗi cho chúng ta. Và cái thứ năm là yếm ly trí. Yếm ly là mình không còn thích thú gì nó nữa hết, nhàm chán nó luôn. Mình không còn thích thú gì nữa hết. Yếm ly về danh và yếm ly về sắc. Cái thứ sáu là dục thoát trí. Dục thoát là cái trí tuệ muốn thoát khỏi danh và sắc. Đức Phật ví chúng ta giống như là con cá mà mắc vào trong lưới vậy. Khi mà con cá mắc vào trong lưới rồi thì nó luôn luôn tìm cách để thoát ra khỏi cái lưới đó. Và khi mà đã thoát ra khỏi cái lưới rồi thì chúng ta không bao giờ muốn mắc vào nó nữa. Thì khi mà chúng ta có được cái trí tuệ đó rồi thì thấy được danh và sắc là cái sự trói buộc của mình và mình cần phải thoát ly ra khỏi danh và sắc, danh pháp và sắc pháp. Cái thứ bảy là quyết ly trí. Nghĩa là mình thấy rõ là thập sát để tìm phương pháp để mình giải thoát, mình quyết ly mà. Ví dụ như khi mà chúng ta, Đức Phật giống như khi Ngài ở đời chẳng hạn, thì Ngài thấy rõ sự sanh, sự già, sự chết rồi, bao giờ Ngài có cái trí tuệ đó sẵn rồi. Ngài muốn thoát đi cái cảnh đó để tìm con đường để giải thoát cho mình. Cái thứ tám là hành xả trí. Hành xả nghĩa là tu tập để buông bỏ danh và sắc. Tu tập để buông bỏ danh và sắc. Và cái thứ chín là thuận tùng trí. Nghĩa là một lòng xuôi theo dòng thánh mà không quay lại con đường của tục đế nữa, đi theo dòng thánh luôn. Đó là cái trí mà nó đến cái giai đoạn mà chúng ta đi vào bậc thánh rồi, cái cấp độ cái trí tuệ chúng ta nó chứng như vậy. Và cái thứ 10 là hoài diệt trí, là thấy sự tan rã và hoại diệt của danh và sắc. Hoại diệt đây, hoại diệt, diệt diệt tê chứ không phải diệt xê. Hoại diệt trí là thấy rõ sự tan rã. Thì khi mà Đức Phật có được cái trí này rồi á, thì Ngài chiến thắng được ma quân. Thấy rõ danh và sắc là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Thì khi Bồ Tát thấy rõ năm uẩn của mình theo cái lý tứ đế, thấy danh và sắc qua năm cái uẩn của mình. Năm uẩn là gì? Năm uẩn, ngũ uẩn. Không nhớ? Không phải. Uẩn hay là ống? Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là trời lạnh đắp chăn thành ngũ ống. Chính xác không? Lời thưa thầy ngủ ngon. Vì mình ngủ ấm ngủ ngon cho nên giả không biết, quên. Đó là căn. Ngũ uẩn sắc thọ tưởng.
Bồ Tát thấy rằng cái trí tuệ tuệ quán minh này rồi thì ngài quán chiếu qua cái danh pháp và cái sắc pháp, qua cái lý tứ đế. Ví dụ như là cái khổ đế, ngài thấy ngũ uẩn là nơi tập hợp của khổ đau, ngũ uẩn là nơi tập hợp của khổ đau, cái thân này là nơi tập hợp của khổ đau, sắc uẩn là về cái hình tướng cao thấp trắng đen này đó, đó. Thọ uẩn là gì? Là cái sự mong muốn, là cái sự tìm cầu, là cái sự thọ nhận cái này nắng lành mưa gió này nọ cái khác, đau ốm vui buồn, cái thọ của mình. Tưởng ánh, tưởng uẩn là chúng ta cứ mong tưởng cái này, mong tưởng cái kia, ngồi không có bao giờ mà yên một chỗ, cái tâm lúc này tưởng chỗ này tưởng chỗ kia, lúc nào cũng vậy. Hành uẩn, những cái việc làm của mình, và thức ánh là dẫn dắt chúng ta đến nơi khổ đau không bao giờ giải thoát. Hay còn gọi là thủ ngũ uẩn, là những thứ chúng ta chấp chặt. Uẩn là vốn nó có, gọi là danh pháp và sắc pháp. Khi chúng ta nói về ngũ uẩn hay ngũ ấm, nghĩa là cái thân này vốn nó có như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nói về thủ ngũ uẩn, nghĩa là chúng ta đang chấp chặt cái thân này là của ta, cái thọ này là của ta, cái tưởng này là của ta, và cái thức này của ta, cái hành này của ta. Cho nên là khi mà có chữ thủ vào, cái của ta vào, thì chúng ta trở thành đau khổ càng nhiều hơn nữa. Và cứ vậy chúng ta ôm cái thân này chết. Và Đức Phật thấy cái thân này, sắc pháp và danh pháp này qua lý tứ đế, nghĩa là cái ngũ uẩn này là nơi tập hợp của khổ đau, và cái tập đế là ái dục, là kẻ dẫn đường cho năm uẩn này phát sinh. Ái dục là cái gì? Dục ái, hữu ái, và vô hữu ái là con đường mong cầu cái sự sung sướng. Và Đức Phật ví là năm uẩn là năm thằng giặc, và ái dục là ba cái thằng dẫn dắt năm thằng giặc này để làm việc tội lỗi. Ái dục gì đó thầy? Ái dục là dục ái, hữu ái và vô hữu ái, nghĩa là mong cầu một, mong cầu cái cảnh ở thế gian này, chúng ta mong cầu nhiều thứ này đó. Rồi mong cầu chúng ta sanh lên những cái cõi vui sướng hơn đó. Vô ái là mong cầu lên nữa, đến những cái cõi trời chúng ta hưởng lạc nhiều. Và cái này nó gọi là chúng ta đang nằm trong tam giới, nằm trong tam giới đặc biệt đó. Rồi diệt đế là niết bàn, là khí cụ để mà diệt mấy con giặc đó, ngũ uẩn. Niết bàn là cái khí cụ để chúng ta diệt trừ ngũ uẩn. Và đạo đế, con đường nào đưa đến sự giải thoát, đó là con đường bát chánh đạo, đưa năm uẩn này trở thành giải thoát. Nghĩa là chúng ta mượn cái thân này để mà chúng ta tu tập, mượn cái thân này để chúng ta chứng đạo bằng phương pháp tu tập là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo không chứ? Quý vị học 37 phẩm trợ đạo chưa? Chưa, một phẩm cũng chưa luôn. Có chứ, có học sơ sơ vậy? Có học sơ sơ phải không? Vậy bạch thầy không? Trí tuệ thứ tư. Cái trí tuệ thứ tư là cái trí tuệ về minh đó. Trong này có 10 trí tuệ thầy đã nói qua, và cái thứ năm là hóa tâm minh. Hóa tâm minh nghĩa là với nội tâm của Đức Phật định tĩnh, ngài không còn một cái cấu nhiễm nào hết ở trong lòng của mình, và ngài có thể hóa được rất nhiều cái thân, mà hóa thân người nào cũng đầy đủ như người đó. Hóa thân chưa là thành nhìn giống như không thiếu gì hết. Chữ hóa chứ phải chữ hóa thầy, hóa. Mà hóa thân thầy thì không, thì giống thầy không giống ai hết. Nghĩa là ngài đủ khả năng để hóa tất cả các thân của chúng sanh từ trong lục đạo, ngài hóa được hết. Tại vì nhờ do cái định tĩnh, cái không cấu nhiễm đó, cho nên ngài hóa, mình hóa được không? Mình hóa thành thang cướp.
thân à, để xin chỉ tuồng nó hóa nhưng mà không giống. Mà Đức Phật ngài chỉ ngồi để biết một cái là nó hóa ra, gọi là hóa tâm minh à. Rồi cái thứ sáu là thần túc minh. Thần túc minh nghĩa là Đức Phật có thể hiển bày các pháp thần thông. Một người ngài có thể biến ra hàng trăm hàng triệu người à. Và từ nhiều người có thể biến đến một người, hay là gọi là thần túc minh. Và có thể đi trên không, đi trên nước, hay là đi xuyên vách tường, đi giữa hư không, hoặc là đi lên đến mặt trăng mặt trời, chỉ không có gì khó với Đức Phật hết. Và chúng ta đọc ở trong kinh thấy là Đức Ngài một kinh liên là luôn luôn hiển thị thần thông à, luôn sờ đến mặt trăng mặt trời, hay nói đến những cái cõi khác mà kinh liên có thể bay đi. Cho nên là đệ tử của Đức Phật mà như vậy uống nữa là Đức Phật. Cái thứ bảy là thiên nhĩ minh. Thiên nhĩ minh là cái gì? Lỗ tai. Lỗ tai ngài nghe, ngài của ngài nghe được tất cả các loài chúng sanh. Tất cả các loài chúng sanh, tiếng chim hót, ngài biết hai con chim là nó nói chuyện gì. Đó. Mình mong cầu sao đừng có nghe được những cái loài như vậy. Tại vì khi mình nghe được mình không control được. Nghe con chim nó buồn chắc mình buồn theo đó. Mình thấy hai con cá ở trong cái nhà mình nói cho nó buồn thì chắc mình dễ buồn theo, nó nói chuyện với nhau nó buồn á, rồi hôm nay chủ đi đâu bán không cho mình ăn nên chắc mình buồn theo. Dạ, à. Thầy, anh bạch thầy chứ thiên nhĩ này chứ thiên ni là ngàn và thiên trời thầy. Dạ thiên ngàn á. Thiên ngàn là cái số tượng trưng thôi, nhưng mà Đức Phật có thể nghe được tất cả các loài chúng sanh trong tất cả các cõi à, cái lỗ tai của ngài không có giới hạn, nghe hết tất cả mà những cái loài chúng sanh, tất cả những loài rồi trùng bay người gì là ngài nói chuyện với nhau, nó kêu với nhau là ngài biết được hết à. Vậy là thiên nhĩ minh nghĩa là tai của ngài nghe hết tất cả. Có các vị thánh tăng nhiều khi họ cũng nghe, mà khi họ tu tập mà chứng đạo cái này những cái thần thông bình thường thôi, chứ thần thông bình thường Đức Phật nói ngoài đạo cũng có thể chứng được, nhưng mà không sâu sắc bằng Đức Phật à. Tại vì cái sự giác ngộ không rốt ráo bằng Đức Phật, cho nên là cái thiên nhĩ của ngài nghe được hết tất cả các cõi của chúng sanh. Và cái cuối cùng là cái tha tâm minh, cái thứ tám, gọi là tám minh đó, hay là tám cái điều giác. Cái tha tâm minh là biết được suy nghĩ của người khác. Bây giờ mình cũng biết được suy nghĩ của người khác mà mình đoán à, thấy người này vui vui chắc hồi tối quanh phố là gì, thấy người này hoan hỉ chắc là được cái gì, ai cho cái gì hoan hỉ à, mình đoán thôi cho mình biết được cái tâm của người khác. Nhưng mà Đức Phật ngồi trong cái hội chúng như vậy thì ngài nhìn thấy ai, ngài biết những cái suy nghĩ người này, suy nghĩ người kia, người này suy nghĩ tốt, người kia suy nghĩ xấu, gọi là không phải là thấy được suy nghĩ không, mà thấy được cái tâm của mỗi con người. À, cái tâm thiền, tâm ác như thế nào. Chính vì vậy cho nên là ngài mà đồ ai thì chắc chắn là phải giác ngộ. Tại vì ngài thấy được cái tâm rồi, cho nên là khi mà ngài đã phóng cái tâm đến mà ngài đồ cho người nào thì người đó giác ngộ liền. Nghĩa là thấy được cái tâm chúng sanh, cái tâm họ mong muốn cái điều gì, cái tâm họ cầu cái điều gì, Đức Phật biết thế à, mình không biết gì hết. Mình biết được sơ sơ thôi. Cái tâm Phật tử muốn đến chùa là muốn vui, ăn ngon à, vậy cũng biết rồi. Tha là người khác, cái tâm là biết được cái tâm của người khác suy nghĩ như thế nào. Không phải chỉ biết đến cái suy nghĩ không, mà còn biết đến người đó có cái tâm hành chữ thiện hay là ác nó sâu ở trong đó. Ví dụ như có thể mình làm cái việc thiện đi, nhưng mà chưa hẳn là người đó cái tâm của họ nghĩ đến việc thiện, mà chỉ cái hành động nghĩ việc làm việc thiện thôi. Đó, ví dụ như đến chùa loay hoay việc này việc kia đó, nhưng mà không biết nhiều cái tâm mình cứ dòm nói chuyện này coi chuyện người khác. Nhưng mà ngài Đức Phật thấy rõ, mình thấy hình tướng nhưng mà Đức Phật thấy tận ở trong đó. Đó là tám cái mình, tám cái mình đó. Gọi là chữ mình, tức là ngài chứng được những cái quả này quả kia, chứng được những cái thần thông này thần khác. Rồi thì đến căn năm thì ngài chứng hết tám cái minh này.
Và thầy nói đến chữ chữ hạnh. Hạnh thì gồm có 15 hạnh. Có 15 hạnh. À, mình nghe một chữ hạnh mình nói, nhưng mà hạnh có 15 hạnh. Hạnh là phương pháp, là bậc phạm hạnh phải làm để mà đạt đến giải thoát niết bàn. Đây là những phương pháp mà một bậc phạm hạnh thực hành để đạt đến kết quả giải thoát niết bàn. Chúng ta cũng là những bậc đang thực hành con đường phạm hạnh. Cho nên là mình cứ thấy 15 cái điều này chúng ta đã làm được cái điều gì cho cuộc sống của chúng ta. Cái điều thứ nhất là thu thúc giới hạnh, biệt giải pháp giới, hình như thầy có nói rồi, phải không? Thu thúc lục căn. Biệt giải pháp giới là thu thúc sự biệt giải pháp giới là phải giữ gìn những cái giới của mình đã giữ. À, là ngài luôn luôn là uy nghi về giới, không bao giờ phạm cái giới nào hết. Và không bao giờ phạm những giới lớn mà không bao giờ phạm những giới nhỏ. Khi chúng ta nói biệt giải pháp giới, hôm trước thầy giảng là giữ giới nào thì được kết quả theo giới đó. Nhưng mà Đức Phật thì ngài là biệt nghĩa là riêng biệt, từng giới nhỏ ngài cũng không phạm. Đó. Từng giới nhỏ, từng giới li ti trong cái đại giới, mà từng cái giới nhỏ nhặt, ví dụ đi đứng nằm ngồi, hay là nói năng, hay là lúc ăn lúc nằm lúc ngủ, Đức Phật không có phạm cái giới nào hết. Gọi là biệt là thu thúc biệt giải pháp giới. Hôm trước thầy nói biệt giải pháp giới chứ không có cái từ thu thúc, mà Đức Phật cái hành thứ nhất là thu thúc biệt giải pháp giới. Quý vị nghe kịp không? Nghe kịp không? Có hiểu không? Giảng nhiều lần. À, tại vì hết thời gian cho nên thầy phải nói nhanh. Cái thứ hai là thu thúc lục căn mà thầy nói rồi, phải không? Đó. Hôm nay đến chùa, bạn thầy gọi điện alo anh ra, hôm nay đến chùa, dạ con ở nhà thu thúc lục căn. Ở nhà để đóng 6 căn lại, ngồi trong 4 bức tường để online chat. Online Facebook, phải không? Online gì đó, movie đó, nhiều thứ online. Cho nên hôm nay con thu thúc lục căn ở nhà. Vậy phải thu thúc lục căn không? Ở nhà để khóc làm sao thu thúc lục căn được? Tại vì lên Facebook rồi thấy những cái chuyện gì chuyện kia làm sao mình thu thúc lục căn được? Mắt nghe nhưng mà rồi chảy nước mắt, rồi tâm buồn. À, tâm buồn một con mắt không thôi nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến các căn khác của mình. À, cho nên là thôi thúc lục căn, mà tới ngồi đây là thôi thúc lục căn này. À, tới ngồi đây mà nghe người ngồi bên cạnh em chưa thôi thúc lục căn được, trưa này ăn xong, trưa này ngồi ăn ngồi tôi hôm nay tôi thôi thúc lục căn rồi, bên này nó ăn cái tô canh nó không thể nào chịu được, cái lỗ tai này không nghe chịu được, cái lỗ tai mình phải thôi thúc lục căn, phải không? Mình đang nói thu thúc lục căn, mình đóng cái lỗ tai lại, nghe bên này vào rột thầy dạy ăn là trong chánh niệm, sao cứ vào rột nó nổi sân, phải không? Đó là mình phải thu thúc. Bây giờ mình sửa hỏi sự mình đấy, sửa hỏi sự mình, sửa cái tâm căn này, sửa tâm mình, sửa mình chứ làm sao mình sửa họ được. Cô làm nhỏ nhỏ cái tôi đã kể, tôi đóng kể vô nữa để xong luôn. Thế là phải chúng ta phải thu thúc lục căn. Thứ hai là, thứ ba là tiết độ. Đức Phật có một cái hạnh là ngài tiết độ trong ăn uống, nghĩa là không bao giờ ăn no, hay là không bao giờ đói hoặc là phung phí này hay khác. Thế này là ở trong cái giới hôm trước thầy dạy là có quán dùng các cái vật thực đó. Đức Phật luôn luôn như vậy, quán dùng những vật nào đem đến, cái nào dùng như thế nào. À, mà trong chùa với thầy hay nói cái chùa xài điện mình phải tiết kiệm, xài nước phải tiết kiệm, xài thức ăn mình cũng phải cẩn thận đừng phung phí. Đó là về những cái vật thực. Cái hành chúng ta là phải biết điều tiết và tiết kiệm những cái gì của chúng sanh mang đến. À, vì tất cả chúng ta với mọi vật xung quanh đều có cái sự liên hệ với nhau,
luôn luôn có cái sự liên hệ với nhau. Cái chuông này nó vô hình nhưng mà đánh một cái để cái phần tử tỉnh. Cái chuông nó vô hình nhưng mà nó làm chúng ta tỉnh thức. Cho nên mọi sự nó có liên hệ với nhau. Cái hạt gạo nó vô hình nó làm chúng ta no. Cái nồi nó vô hình nhưng mà là chúng ta có để nấu ăn. Mọi thứ có cái sự liên hệ với nhau. Và chúng ta cần phải tri ân và biết ân những cái gì mang đến cho chúng ta trong cuộc sống này, để cho con người này nó lớn lên, nó tốt và nó bồi bổ danh sắc này mà không tu. Đó, mọi thứ nó phải bồi bổ cho chúng ta. Cái thứ tư là luôn luôn tỉnh táo. Đức Phật có cái hạnh là Ngài luôn luôn tỉnh táo, không bao giờ hễ hoại. Mình thì luôn hễ hoại. À, thiếu ngủ một giờ thôi là mình thấy nó mệt rồi. Buổi trưa mà cho con 15 phút thôi, chỉ cần 15 phút thôi là ok. Còn mà nếu mà thiếu 15 phút buổi trưa là người mình nó hễ hoại, nó mệt mỏi. Ngài luôn luôn tỉnh, tươi tỉnh như vậy đó. Đức Phật luôn luôn ngủ cũng tỉnh. Luôn luôn ngài tỉnh và mình luôn 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 mê. Cái này là cái nghiệp chúng sanh đại thầy có nói rồi. Và Đức Phật có cái hạnh như vậy. Cái hạnh thứ năm là luôn có đức tin chân chính về nghiệp nhân và nghiệp quả. Ngài luôn tin về nhân quả, ngài luôn nghĩ về nhân quả. Đó là một cái hạnh. Và cái thứ sáu là luôn có sự ghi nhớ, luôn có sự ghi nhớ chân chính về thân, về thọ, về tâm và về pháp chúng ta đang học. Luôn luôn có sự ghi nhớ chân chính, nghĩa là về thân thì đi đứng nằm ngồi hơi thở đó, quay nghi luôn luôn ngại điều đó, luôn luôn làm gì và biết mình. Về thọ thì biết thọ những cái này, thọ cái kia, thọ khổ, thọ lạc, thọ vui. À, luôn luôn đều biết như vậy. Về tâm thì luôn luôn biết những cái việc gì thiền, luôn luôn biết về những cái việc gì ác. À, luôn luôn là cái ngài biết như vậy. Về pháp thì ngài luôn luôn biết rằng những pháp nào đem đến lợi lạc cho chúng ta, những pháp nào đem đến sự giải thoát cho con người. À, ngài luôn biết như vậy. Cái thứ bảy là biết hổn thẹn với những điều xấu ác. Đức Phật có cái hành ngài biết hổ thẹn với những điều xấu ác. Đương nhiên ngài không bao giờ làm những cái điều xấu ác. Thì hôm trước cái chữ mà ứng cúng là trong đó ngài có, thầy có nói đến là Đức Phật là một bậc không bao giờ khuất lấp, nghĩa là ngài không bao giờ có những cái khuất lấp ở trong bóng tối, thì không bao giờ có sự hổ thẹn với những cái điều xấu ác. Cái thứ tám là biết ghê sợ với những điều ác. Thứ tám là biết ghê sợ về những điều ác. Thứ chín là văn, tư và tu. Nghe nhiều, tu nhiều, suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nghe, suy nghĩ và tu đem đến cái sự giải thoát, chứ không phải nghe cái tầm lao, nghĩ cái tầm bậy và làm những điều sâu. Thực Phật là có cái hành ngài luôn luôn văn, tư, tu đem đến cái sự giải thoát. Cái thứ mấy rồi? Chín. Cái thứ chín này. Cái thứ mười là thực hành tứ chánh cảnh. Tứ chánh cảnh là gì? Tứ chánh cảnh, chúng ta có cái này là một trong những 37 phẩm trợ đạo. Tứ chánh cảnh là diệt trừ những điều ác, diệt trừ những điều ác khởi lên từ tâm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là không cho những điều ác, và hay còn gọi là ngăn ngừa những điều ác chưa khởi lên tâm. Cái nào nó khởi lên rồi thì diệt, cái nào chưa khởi lên thì chúng ta đừng cho nó khởi lên. Cái thứ ba là phát sanh những điều thiện đã có ở trong tâm. Những điều thiện đã có trong tâm rồi thì chúng ta cần phải làm cho nó phát sanh. Và cái thứ tư là những điều thiện nào chưa phát sanh thì chúng ta phải làm cho nó phát sanh.
Ví dụ những điều gì chúng ta chưa làm, chúng ta có những việc thiền chúng ta chưa làm thì chúng ta cần phải làm. Mà khi chúng ta làm rồi thì chúng ta cần phải bồi bổ cho nó để cho nó phát triển cho lớn mạnh hơn. Đó gọi là tứ chánh cần, những cái điều chúng ta cần làm. Điều ác thì bỏ, không cho nó phát sanh. Điều thiện thì cần cho nó phát sanh và bồi bổ cho nó phát sanh hơn nữa. Gọi là tứ chánh cần. Cái thứ 11 là thấy rõ sự thật về cuộc đời là vô thường, khổ đau và vô ngã. Cái này nói nhiều rồi, nó tới nó lui nó hoài rồi, đúng không? Cuộc đời này luôn luôn là vô thường, khổ đau và vô ngã. Và nhưng mà cái quan trọng là thấy rõ sự thật cuộc đời là vô thường, là khổ đau, vô ngã. Đừng có đi tìm cái vui. Quý vị đi tìm cái thì chỉ cần tìm cái đau thôi, không có vui. Cho nên casino tìm vui đâu có, nên hôm đau về sẽ có vui đâu. Nói chung là cuộc đời này nó sự thật là nó như vậy. Chúng ta đừng có chạy đi đâu mà tìm một cái huyền hoặc, mà cần phải thấy rõ để làm gì, để mà tu tập. Thấy rõ để mà buông nó, để giải thoát. Thấy rõ thực tế nó là như vậy, cái thân này là khổ, thực tế của nó như vậy, và chúng ta cần buông nó và giải thoát. Cái thứ 12, 13, 14, 15 12, 13, 14, 15 là 4 cái cuối cùng, là tu tập để chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 4 cái quả này nếu chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay còn gọi là 4 thánh quả đầu tiên. Đó là 15 cái hạnh của Đức Phật. Và trong 15 cái hạnh này, quý vị cứ về rà xét lại cái nào chúng ta cần nên học, cần nên tu. Đó là chữ hạnh. Do nhờ 8 cái giác và 15 cái hạnh như vậy, cho nên là Ngài luôn dẫn dắt tứ chúng, dẫn dắt những bậc ngu si đến cho những bậc thánh quả đều đi vào con đường giải thoát giác ngộ. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới gọi Ngài là Minh Hạnh Tục. Và thời gian chúng ta hết. Giờ đi bạch thầy hỏi mấy chữ. Như vậy là tất cả chữ thiền hồi nãy, chứ mà thiên nhãn minh cũng là thiên, thì cũng là ngàn hết, chứ không phải là thiên con mắt của trời bậc chư thiên. Thiên nhãn minh, thiên nhãn là con mắt của bậc chư thiên. Chữ đầu là thiên nhãn minh, là chữ thiên, đó là thiên là trời, thiên chư thiên đấy. Thiên là trời. Còn cái sau hồi nãy cái khúc sau này là chữ thiên, sau này là thiên là ngàn. Thiên nhị là dạng nghe, dạng ngàn. Nhưng mà cũng có ý nghĩa đó nữa. Tại vì những bậc gọi là siêu phàm nó thấy, thì chỉ những bậc đó là những bậc trời thôi. Chúng ta hồi hướng nào. Nguyện Nguyện đến công đức này.